Đây là cái balcony, là cái đằng sau nhà của dì Sáng. Đi ra đây tắm hồ nha cả nhà. Đó, đằng sau nè có ba lò barbecue, có cái sink để rửa, có cái counter, có cái bàn đằng kia nha. Đó, cái vườn đằng sau của nhà dì á là xây cái hồ này nè. Wow, cái hồ đẹp chưa cả nhà? Thấy cái hồ đẹp chưa? Ở xa xa tuốt ngoài kia là cái mo nha cả nhà. Đó, ngoài đó là cái mo á. Ban đêm nhìn đẹp chưa? Đó, bây giờ mình đi vô mình tắm thôi. Đó, cái hồ dưới có nước trong xanh đẹp không? Ban đêm nhìn đèn đẹp chưa? Có nàng tiên cá nè. Đó, nàng tiên cá, hai nàng tiên cá đang tắm dưới này nè. Hai nàng tiên cá đang tắm dưới này đó, cái hồ đẹp quá này không? Đây có cái bạc chăn đèn đồ. Đẹp dữ dội không? Cá này. Quay ở đâu chi cho mắc cỡ ha. Quay ở đây là được rồi. Đó, nằm ở hai nàng tiên cá nằm đây cho nó quay. Đằng kia cũng có một cái bạc chăn lên. Đằng đó là cái quầy rượu nha. Đó, ba rượu nè, có nước uống, có rượu đồ sẵn trong này luôn nha cả nhà, sẵn đồ đạc trong này luôn, đồ chơi đồ để hết trong này luôn. Giờ ban đêm nó hơi khó thấy chút, vỏ sò vỏ ốc nè. Ôi cha, đẹp chưa? Wow, quá chừng đẹp luôn. Đó, có những cái vỏ sò vỏ ốc để decorate đẹp không? Con cua nè. Đó, đẹp chưa? Đây có cái cục đá này á, là để đây vừa trang trí mà vừa để cho ai muốn nhảy từ trên cục đá này nhảy xuống hồ bơi nè. Đó. Rồi bây giờ thì Dương sẽ xuống tắm luôn nha cả nhà. Xuống bơi dưới này nè. Đúng, tắm này thường ấy. Cái thường mà trễ nữa. Chớ mà cái ngày kia là tông tụi nó. Đúng lắm, đừng gần chịu nổi. Đã tắm đã luôn. Ủa, đã xuống hết chưa? Hết rồi. Sợ. Nước ấm à? Ấm quá, hôm nay ấm hôm qua. Nước ấm rồi. Bữa nay từ 2 ngày nay từ nóng đó. Ừ. Là nước ấm hôm qua không ấm mà hôm nay. Phú làm nước này nước muối nha, chứ không phải nước muối. Dạ, cái này nước muối á. Nước muối. Làm nó hơi mặn. Muối giống như là đi tắm biển vậy á. Nó... sát trùng á. Này là tắm rồi để sát trùng. Dơ quá sát trùng. Ủa hôm nay sao xuống nước nó ngứa vậy? Ê, hai dì cháu đây. Ở đây cháu sáng mặt nè. Đó, ngoài đây nè. Đó, hai dì cháu. Hai dì cháu đây. Ở bên Ohio này trời ấm áp vậy mới làm hồ ở ngoài được để mà bơi, chứ ở bên Seattle làm sao dám, lạnh lắm chịu không nổi. Làm gì thì người ta làm thì làm nước nóng. Nó hít làm nước nóng, đúng rồi, làm nước ấm cho nó ấm. Ừ. Không là nó lạnh. Ừ. Đúng rồi, cái hồ này có hít không? Cho nên nước nó ấm nè. Nếu mà cứ mà trời lạnh á thì nó có hít, à. Nếu mà trời nóng thì nó không có mở. Không có mở hít, đúng rồi. Đằng kia là hai ông bà tiên cá đằng kia kìa. Tiên cá này già rồi. Đó, tiên tiên này già rồi. Bơi bụm bụm bụm. Bơi bụm bụm bụm. Đây nàng tiên cá trong này nè. Đó nàng tiên cá vô đây có hot tub đàng hoàng nha. Đó, hot tub đó. Trời đã quá, nóng. Nóng hả? Nóng. Nóng thì phải ấy cái temperature. Giờ là tôi sẽ bấm off này. Đó, off chỗ nào? Này off rồi right here, right? Dạ. Chưa? Bấm off ngay đó đó. Bấm thử nha. No, cái này. Cái bấm là phải hô. Thôi kệ nó đi. Lát nữa cái đó dường tăng lên độ rồi. Có dường tăng lên 100 độ rồi kìa. Lên 112. Đây có nước nó chạy lên nè. Đó. Lần đầu vô nóng chứ giờ đâu thấy nóng. À, sau này không có thấy nóng nữa.
Wow, nước đã nè. Đã chưa? Đã nè. Ôi trời trời. Hấp hấp rồi. Nóng. Nóng nhưng mà lát nữa. Lát hết. Nhưng mà vậy hello, hello. Mời bà con vô hết hấp. Ờ đã lắm. Ấm lắm. À, Dương nè, hết hấp nè. Ủa Dương nó hết hấp nè, Dương nè, thì Dương à. Thì Dương đang ngồi trong hot tub và ý nóng quá nè. Hot nóng nè. Ôi nóng giờ hết nóng rồi. Đâu có đầu vô nó nóng chứ. À. Nằm đây ngủ luôn nha. Ờ à, ngủ luôn. Đã quá. She's sleeping. Ê. À cái là... Vô đây. Đau so relaxing. Vô relax. Vô đây ngồi đi. Oh, lúc đâu ở? Vậy? Đâu có nóng đâu, mới vô nó nóng rồi cứ là nó vô nóng lắm à. Mới vô thì sao nóng. Sao không có nóng nữa. Ờ à, nhưng mà lát thôi ngồi xuống hết nóng. Đó. Đúng đâu? Vô đây. Vô đây ngồi. Đó, gì chút vô luôn rồi. Bốn người bốn góc nha. Đó, đây. Bay ba. Ngủ nè. Ngồi đi ngủ đó. Ngồi đây. Ủa, quá vô giữa đi. Không ngồi. Vô quá. Sợ vô rồi. Vào vô giữa đây. Vô quá không vô tắm hả? Bên kia là đâu bên kia là shopping. Shopping. Đấy, nhìn qua bên kia là shopping. Đây, tốt bên kia đó, là shopping bên đó nè. Shopping mall. Ui, ngồi đang ngắm cảnh bên đó đã không kìa. Tắm được được ngắm. Wow. Dưới này có cái dưới này có cái hồ có cái fountain phun nước lên nữa nè. Cái fountain phun nước đẹp chưa? Ừ. Nhìn nhìn thấy đẹp nè. Đẹp ghê luôn nè. Cái view đẹp. Đó, cái view đã không cả nhà. Wow. Cái này cái hồ cái này nhìn nó tắm luôn nó coi view trong trong nhìn nè. Đó, có view luôn nè. Cái này có ly rượu trong có đồ nhậu nữa. Có hết á, nhưng mà nay chủ nhà không có ở nhà. Bây giờ muốn rượu không? Đi vô rót cho cho. Nay chủ nhà đi đi chơi rồi mình là chủ nhà. Đẹp ha. Nhìn đẹp cái view đẹp dễ sợ luôn. Cái shopping mall ngoài kia là đẹp. Đó, shopping mall lớn dễ sợ chưa? Wow, mình đem quay phim đẹp nha. Đó. Vậy đi lên phố không phố nó có đèn đẹp lắm á. Đẹp. Đẹp hơn, tắm rồi đi nha. Tắm rồi đi. Giờ đòi đi rồi đó. Nãy không chịu đi, giờ đòi đi rồi đó. Tắm rồi mới đi. Đó, wow. Tắm nguyên một cái view luôn. Người đó bắt đầu mới đi. 3 tiếng đồng hồ mai là sáng về ngủ. Trời nó sáng rồi về luôn. Đón sáng về đón ngâm về tới. Ok. Ok. Ok, rồi. Rồi như vậy chuẩn bị rồi bây giờ em vô trong kia em take a nap. Ok. Ok. Rồi cứ lấy bao giờ đập dậy xong xuôi là đập dậy là đi đó. Mình thì không thấy comfortable không? À dạ. Ok. Tả quá gì chứ. Dạ. Con thì dừng anh trước cuộc đời. Mấy cái control đó, ok. Dạ. Yeah. Whatever you want to. Dạ dạ dạ, ok. Rồi. Emergency mà kêu ai? Mẹ, nhân viên nó ngủ mẹ. Mà nhân viên phục vụ nó bỏ đi ngủ hết rồi. Đi ngủ rồi nó bị nhân viên nó kêu ai rồi bây giờ. Trời ơi, rất là đồ ghê chưa? Nay cái này là đưa lên Facebook với mà về YouTube là thôi mà. Nổi tiếng Việt Nam. Rượu này rượu gì đây? Champagne hả? Champagne. This is waitress. Coi như là bắt đầu chúng ta cùng nâng ly. Đây vô cầm quay. Here we go. Here we go. Mời cả nhà uống rượu champagne. Okay, here we go. Nhân viên phục vụ tối đa. Nhân viên phục vụ tối đa. Nhân viên này số 1. Nó chip. Chỉ còn một đêm nay nữa thôi. Mai chúng ta mỗi người một nơi. Đã tiếc thương sau khứ đầy vơi. Chớ để hương nhạt màu trôi. Ai tránh khỏi phút giây phân kỳ. Okay, let me go around. Uống rượu dưới nước nó ít say, bởi vì nó toát mồ hôi ra, cái nước nó thấm vào nữa.
nhân viên phục vụ đó là nhân viên quân bên và cameraman. Nhân viên phục vụ rượu kiêm thêm cameraman. Giỏi hả này, hả này giỏi đó. Khen giỏi hả này giỏi. Ôi, không tắm cái này nữa. Thôi đủ rồi, biết rồi, tụi nó tắt rồi. Nó tự động nó tắt rồi. Tự động nó tắt rồi, cho xuống tự động nó tắt. Thì Dương bơi xong rồi cả nhà ơi, giờ thì Dương đi lên. Không biết bơi, không biết bơi cho nên phải có cái này nè. Thấy chưa? Không biết bơi là phải dùng cái này nha cả nhà. Thì Dương không có biết bơi. Bơi sơ sơ thôi à, không có biết bơi nhiều. Cho nên là phải dùng cái đó. Rồi thôi thì Dương bye cả nhà nha, hẹn video kế tới. Bye bye.